Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Đã lâu rồi chúng ta không có follow challenge nha. Nhân dịp vài ngày hôm nay thì mình không có hình mới cho bản thân mình nè, để chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn có theo dõi kênh YouTube này lâu dài, khoảng 2 năm trước trở lại đây, thì mình đã mua một con GBX Twin 250. Nhân dịp ngày hôm nay mình muốn thử thách vợ mình là người cầm máy để mình chụp cho mình vài tấm ảnh sống ảo với con xe này. Một cái bản độ vừa sau khi hoàn thành. Trong tập trước mình có chia sẻ với các bạn, đó là những người vợ của những anh photographer, những anh nhiếp ảnh gia luôn chơi các ảnh đó là chụp hình cho khách rất là đẹp, nhưng mà tại sao chụp hình cho vợ rất là xấu. Thì ngày hôm nay mình lại thử thách ngược lại vợ mình, đó là chụp hình cho mình nè, một người photographer professional chuyên nghiệp, để xem cô ấy có chụp được những tấm ảnh đẹp hay không nha. Rồi, để cho công bằng thì mình nói thẳng luôn là mình sẽ giúp cô ấy setting máy, cài đặt thông số top như thế nào, khẩu như thế nào để phù hợp với quang cảnh hiện tại bây giờ. Đây là một cái buổi chiều tà, mặt trời sắp lặn ở phía sau lưng rồi. Đây là cầu Phú Cường ở tại Bình Dương. Để mà show được ở trên mạng xã hội, thấy được là chồng của cô ấy đẹp trai như thế nào á. Đó là cái góc nhìn của cô ấy và cái cách tư duy chọn góc của cô ấy như thế nào. Thì đó mới gọi là thử thách. Và thử thách thêm một cái nữa cho bản thân mình là một người photographer chuyên nghiệp, đó là với những tấm ảnh cô ấy chụp, mình sẽ edit, mình sẽ hậu kỳ những tấm ảnh đó như thế nào để có được một bộ ảnh hoàn chỉnh nhất. Ok, cái combo ngày hôm nay mình thử thách vợ mình đó là Fujifilm X-E4. Vâng, đây là chiếc camera mình đã quyết định và chọn mua cho vợ mình, và kết hợp cùng với nó là đó là chiếc Viewtrox 33 f/1.4, một cái tiêu chuẩn mà mình cảm thấy là khá là phù hợp cho những cái dàn ảnh lifestyle, đời sống, và vẫn được lấy những tấm portrait chân dung đẹp trai như thế này. Khu vực này thì mấy anh đổ xe hay chạy lắm. Chồng setup máy sẵn với vợ, ok, để canh độ sáng ổn thỏa như thế nào. Cái ô vuông này là bắt nén nha, đừng có quên bố cục khung hình, ok. Các bạn thông cảm nha, tại vì vợ mình khá là cao cho nên ở trong khu mình các bạn chỉ thấy được cái mỏ của vợ mình thôi. Thử thách bắt đầu. Chồng cho vợ 10 phút, ok, là 6:10 là kết thúc. Let's go. Vũ chụp hình. May mắn cho vợ chồng là một người professional model. Mộng đầu được không? Dạng Hán quá ha. Đúng 10 phút và chúng ta cũng vừa mất đi cái ánh sáng duy nhất của chúng ta, đó là ánh sáng mặt trời. Cô hình chắc tức lắm. Hả? Chuối hả? Các bạn hiểu cảm giác của những người editor mà nhận sản phẩm từ một cái đội chụp hình nào đó hay là một cái đội quay video nào đó không? Cảm giác rất là lo sợ. Wow, không tệ nha, đúng là con nhà tông không giống lông. Cũng giống khi mà ánh sáng mặt trời thay đổi thì vợ mình không có biết thay đổi thông số,
Đó là vấn đề của rất là nhiều bạn beginner, đó là khi mà các bạn quá tập trung vào bố cục hình ảnh hay là motion của chủ thể thì các bạn quên mất đi là chúng ta cần phải cân lại cái thông số, cái exposure ở bên trong camera, đặc biệt là khi mà chúng ta chụp hay là quay video với điều kiện ánh sáng tự nhiên như thế này. Nhìn qua những cái tấm ảnh vừa rồi thì mình có thể chọn ra được ít nhất là 5 tấm đẹp. Anyway, đó là cái phần thử thách ngày hôm nay rất là ngắn gọn, chỉ là một cái video cảm hứng mà do bản thân mình và vợ mình muốn tạo ra để mình chia sẻ với các bạn hình ảnh sáng tạo photography ở tất cả mọi nơi. Những lúc nào mà các bạn cảm thấy cảm hứng, hãy bước xuống đường xách theo một chiếc camera và chúng ta bắt đầu sáng tạo thôi. Đó là những cái lúc mà những tấm ảnh của các bạn sẽ có nhiều cảm xúc nhất, cũng giống như là cái tập video Photo Challenge ngày hôm nay. Nó không có gì quá sâu sắc, nó không có gì quá đặc biệt, nhưng nó được tạo ra bởi cái nguồn cảm hứng của mình và vợ mình trong cái buổi chiều tàn ngày hôm nay. Mình hy vọng là các bạn enjoy cái video này, để cảm thấy hay ấn like phía dưới và đừng quên bình luận chia sẻ với mình là cái bộ hình của vợ mình chụp cần phải thay đổi và chỉnh sửa, học hỏi thêm những phần nào nhé. Bình luận phía dưới. Vậy mình sống nó chửi các bạn chung video tiếp theo. Đâu có bác vợ nói gì đâu. Gắn chơi. Kẹp để lấy tiếng thôi, lấy tiếng hậu trường thôi. Sorry các bạn, mấy ngày hôm nay vợ mình mệt. Chắc cắn bầu nữa. Cô ấy không có tiện lên video, nhưng mà mình vẫn cố gắng quay vài cảnh hậu trường cho các bạn thấy.